vị thấy là nghe nói tới trà hoa nữ thì có cảm giác là nó rất là bi kịch. Nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy rằng trong trong một cái vở opera thì sẽ có những cái đoạn vui giống như là nụ cười của nàng ở những cái nơi lầu son gác tía vân vân, rồi sau đó mới có những cái đoạn u buồn. Thì đây xin được giới thiệu với quý vị một đoạn u buồn nhưng mà không nằm trong vở Trà Hoa Nữ mà nằm trong một vở opera khác. Đây là vở opera mang tên Thaïs của nhà soạn nhạc người Pháp tên là Jules Massenet. Thật ra thì Thaïs là tên của một nữ nhân vật chính ở trong vở opera này, cũng là một nữ nhân vật vô cùng xinh đẹp mà phóng túng và cũng có một cuộc đời truân chuyên không kém gì nàng Trà Hoa Nữ. Và cái đoạn nhạc mà chúng ta sắp sửa được thưởng thức đây không phải là một bản aria đâu ạ, đó là một đoạn nhạc mà chúng ta sắp được thưởng thức đây là một phần nhạc được chen vào giữa các cảnh của màn hai của vở opera này. Sở dĩ nó mang một cái vẻ phảng phất u buồn sâu lắng bởi vì nó là một cái đoạn nhạc chuyển để chuẩn bị cho người nghe một cái cảm xúc để bước vào một cái giai đoạn rằng nàng Thaïs sắp sửa bảo với nam nhân vật chính rằng nàng sẽ tình nguyện theo anh từ bỏ hết những cái xa hoa lụa là nơi thành Venus nơi nàng đang sống để mà dấn thân vào chốn hoang mạc xa xôi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Meditation cung rê trưởng với sự trở lại của violon Tăng Thành Nam và piano Nguyễn Anh Sơn.